Chào tất cả mọi người. Nếu mọi người đang tìm một chiếc vòi tưới cây thì có thể tham khảo qua loại vòi tưới cây Takagi của Nhật Bản. Thì đây là hàng sản xuất tại Nhật, là hàng nội địa Nhật này. Nên vòi được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, bền đẹp. Đầu vòi tăng áp này nhiều chế độ phun phù hợp với mục đích tưới cây như hay là rửa xe. Một chiếc vòi tưới cây như thế này thì có trọng lượng là 4,8 kg và dài 10 m. Đầu vòi này tăng áp, nhiều chế độ phun phù hợp với nhiều mục đích như tưới cây, rửa xe hay là vệ sinh nhà. Bác nào yêu cỏ cây, hoa lá hay là thích làm vườn thì có thể mua em này về để dùng, vừa gọn nhẹ lại còn tiện lợi sử dụng. Thì có bốn chế độ phun, từ phun nhẹ đến phun sương này và đến phun mưa lớn phù hợp với từng loại cây khác nhau này. Nói chung thì người Nhật vốn tinh tế trong việc chăm sóc cây ấy, nên thiết kế của họ cũng vô cùng tinh tế này, nhằm mục đích chăm sóc tỉ mỉ từng ngọn cây cành hoa. Thì đầu vòi của máy đây là phần cắm trực tiếp vào nguồn nước này. Đầu vòi này có thể dễ dàng lắp vào các loại nước với cỡ khác nhau này. Ngoài việc tưới, bạn chỉ cần lắp một đầu vào đường ống nguồn nước và kéo dây trong máy này ra với độ dài vừa phải và ấn công tắc là có thể sử dụng dễ dàng tiện lợi, ai cũng có thể sử dụng được này. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên trong là có các cái cuộn dây được quấn vào gọn gàng với nhau bên này. Sản phẩm thì được lưu trữ gọn gàng, tiện lợi trong việc di chuyển này. Bộ dây dài 10 mét này nhưng có thể điều chỉnh kích thước này. Các bạn có thể điều chỉnh tại nút phía sau này. Các bạn chỉ cần xoay xoay tròn là có thể điều chỉnh được. Khi sử dụng thì các bạn lưu ý là sau khi sử dụng xong thì nên thoát hết nước bên trong ra để không bị cặn trong ống nước, để có thể sử dụng sản phẩm được bền hơn này. Đây đây là vòi phun nước này. Này thì các bạn có thể tiết kiệm chi phí khi mua lẻ vòi nước này, phụ kiện tưới và ống dây tưới. Khi mua theo bộ này thì sản phẩm đã bao gồm tất cả các phụ kiện với chi phí thấp hơn này. Đặc biệt là dùng chiếc máy phun nước này tiết kiệm rất là nhiều thời gian công sức. Với bộ vòi tưới cây đa năng này thì vòi nước có hai chế độ tưới, có thể lên đến 6 hay 8 chế độ tưới này. Do đó bạn chỉ cần thao tác nhẹ nhàng này. Xoay điều chỉnh chế độ tưới ở đầu vòi tưới thay vì phải thay vòi tưới khác này. Các bạn có thể nhìn thấy bộ dụng cụ vòi tưới này. Vòi tưới ở đây thì có thể xoay, các bạn điều chỉnh ấn nút là xoay đầu vòi tưới màu trắng này này. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo các dòng sản phẩm vòi tưới cây của hãng này như máy vòi tưới cây Takagi có độ dài 20 mét để phù hợp với sân vườn nhà bạn. Xuất nhập Việt thì chuyên cung cấp các sản phẩm hàng Nhật nội địa tốt nhất trên thị trường. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0983 1315 28 để đặt mua ngay chiếc vòi tưới cây đa năng Takagi Nhật Bản này với giá tốt nhất trên thị trường và nhận được ưu đãi khi đặt hàng.